Đầu tiên Dương Hữu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Từ thiện ngã bảy trao một phần gạo 10 kg 140.000 của năm nhà hảo tâm Úc Châu hỗ trợ cho bà con nghèo khó khăn, hai mặt người nghèo. Xin cảm ơn năm nhà hảo tâm, chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Số điện thoại của Dương Hữu là 0909098469. Cảm ơn quý vị dành vài phút xem chương trình này.